Phương Tây, Mỹ lo ngại về khí tài độc nhất vô nhị của Nga. Báo Mirror của Anh cho biết, việc hệ thống tên lửa Avangard có khả năng tấn công nhiều mục tiêu trên thế giới trong 30 phút đang khiến Mỹ và phương Tây lo ngại. Báo Mirror viết, Mỹ và phương Tây nên xem xét cẩn thận việc quân đội Nga được vũ trang bằng hệ thống tên lửa Avangard. Tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược Nga, Thượng tướng Sergei Karakayev cho biết Nga đã trang bị loại khí tài này cho trung đoàn Kaznensky tại vùng Orenburg thay thế cho khí tài thể cũ. Tổ hợp tên lửa Avangard tiếp cận mục tiêu với tốc độ gấp gần 28 lần tốc độ âm thanh, tức Mach 28 hay 9,5 km một giây, 1.236 km một giờ. Tổ hợp này được trang bị bộ phận lướt siêu thanh di chuyển ra ngoài bầu khí quyển trái đất trước khi tấn công nhiều mục tiêu trên khắp thế giới trong vòng chưa đầy 30 phút kể từ lúc khai hỏa. Ria Novosti nhận định 30 phút là đủ, Mỹ và phương Tây sợ khí tài độc nhất vô nhị của Nga. Đó là loại khí tài độc nhất vô nhị trên thế giới và Tổng thống Nga Putin nói rằng phương Tây không có cách nào để ngăn chặn nó, Miro viết. Tổng thống Putin khi phát biểu trước Quốc hội Liên bang vào tháng 3 năm 2018 đã công bố về việc phát triển Avangard. Việc sản xuất hàng loạt đầu đạn siêu thanh Avangard bắt đầu vào tháng 7 cùng năm. Ông Putin từng tuyên bố loại khí tài này ở trạng thái sẵn sàng cao nằm trong loạt siêu khí tài được phát triển để đảm bảo quân đội Nga đủ mạnh để đối đầu với chiến lược tấn công phụ đầu từ đối phương trong những trường hợp xảy ra xung đột. Theo ông, cuộc tấn công của Avangard giống như một thiên thạch và là bất khả chiến bại. Đồng thời, nó cơ động theo quy đạo không thể đoán trước nên gần như không thể đánh bại nó bằng bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào. Theo báo National Interest của Mỹ, tướng không quân John E. Hayton, tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược Quân đội Mỹ, đã đưa ra đánh giá nghiệt ngã về khả năng đánh chặn một tên lửa như vậy của Nga. Chúng tôi không có biện pháp phòng thủ nào để đánh chặn loại khí tài như vậy khi bị tấn công. Cần lưu ý rằng, đối với một loại khí tài như hệ thống Avangard với khả năng tấn công hạt nhân, ngay cả tỷ lệ đánh trận tương đối lạc quan, chẳng hạn như 50%, vẫn sẽ gây ra rủi ro không thể chấp nhận được. Theo CNN, vào tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận việc Nga sử dụng tên lửa siêu vật âm Giang mô tả đó là một loại khí tài quan trọng gần như không thể ngăn chặn được. Họ có lý do sử dụng nó, nhưng đó chỉ là Kinzhan, tốc độ khoảng Mach 7, Mach 8, còn Avangard sở hữu tốc độ gấp 3-4 lần như thế. Chỉ huy trưởng các lực lượng chiến lược của Tổng thống Putin đã cảnh báo phương Tây rằng Nga luôn trong tình trạng sẵn sàng cao để thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới năng lực hạt nhân của nước này. Nhiệm vụ chiến đấu liên tục ở chế độ đặc biệt đã được triển khai, tướng Karakayev nói trong bối cảnh căng thẳng sâu sắc với phương Tây về cuộc xung đột tại Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn phim cho thấy một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trang bị Avangard được nạp vào giếng phóng silo tại sư đoàn tên lửa số 13 của lực lượng tên lửa chiến lược tại Yasny ở vùng Orenburg tướng Karakayev tuyên bố Nga sẽ thực hiện 7 vụ phóng tên lửa đạn đạo siêu lục địa vào năm 2024 dễ dàng thử nghiệm các hệ thống tên lửa mới hoặc tập trận huấn luyện. Con số này nhiều hơn mức trung bình 4 năm một lần trong vòng 5 năm qua. Tướng Karakayev tự hào rằng các hệ thống tên lửa thế hệ mới hiện chiếm 88% tổng số hệ thống và Nga sẵn sàng thách thức phương Tây. Ông nói tình trạng hiện tại của lực lượng tên lửa chiến lược được đặt trưng bởi mức độ sẵn sàng cao để thực hiện nhiệm vụ. Khả năng của khí tài, quân sự và thiết bị đặc biệt ngày càng tăng hệ thống kiểm soát quân đội và khí tài luôn thể hiện độ tin cậy của nó. Nhiều vụ chiến đấu liên tục ở chế độ đặc biệt đã được tổ chức. Trước ngày lực lượng tên lửa chiến lược diễn ra ở Nga vào chủ nhật 17 tháng 12, ông đã cho biết vào năm 2023, khoảng 80 loại khí tài và thiết bị quân sự trọng yếu thế hệ mới đã được chuyển giao cho lực lượng tên lửa chiến lược như một phần trong hợp đồng quốc phòng của chính phủ. Điều này giúp hoàn thành việc nâng cấp ba trung đoàn tên lửa với hệ thống tên lửa Yas và Avangard, có nghĩa là tỷ lệ các hệ thống tên lửa mới nhất trong nhóm tác chiến lực lượng tên lửa chiến lược đã đạt tới 88%. Ông nói thêm. Nỗ lực của Ukraine phá thủng phòng tuyến Nga ở sông Dnep hóa chiến dịch tự sát. Chúng tôi đang ở dưới nước vào ban đêm thì bị bắn. Người lính thủy quân lục chiến Maskim kể lại trận giao tranh ở bờ sông Dnep, nơi anh vừa bị thương với một chút run rẩy nhẹ trong giọng nói. Các đồng đội của tôi đã chết ngay trước mắt tôi, anh nói thêm. Trong 2 tháng, thủy quân lục chiến Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công qua sông Dnipro ở khu vực phía nam Kherson để chiếm lại lãnh thổ từ tay của quân đội Nga. Hoạt động này là nỗ lực mới nhất của Ukraine trong cuộc phản công nhằm chọc thủng hệ thống phòng thủ của Nga ở phía nam và lật ngược tình thế. Các binh sĩ và lính thủy đánh bộ tham gia vượt sông mô tả các cuộc tấn công là khốc liệt và vô ích vì các đợt quân Ukraine đã bị tấn công bên bờ hoặc dưới nước, thậm chí trước khi họ đến được bờ bên kia. Tình hình rất khó khăn, một số binh sĩ và lính thủy đánh bộ đã chia sẻ các lo ngại về thương vong cao. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết họ chưa thể bình luận ngay lập tức về các lo ngại của binh sĩ nhưng sẽ đưa ra phản hồi trong thời gian thích hợp. Một trong những cuộc giao tranh ác liệt nhất ở làng Krinki bên phía bờ đông, cách thành phố Kherson 20 dặm về phía thượng nguồn. Theo lời kể của binh lính đã được New York Times xác minh, các cuộc không kích dữ dội của Nga đã phá hủy các ngôi nhà và biến bờ sông thành một đống bùn và cây gãy vụn. Oleksiy, một người lính giàu kinh nghiệm tình chiến đấu ở Krinki vào tháng 10 cho biết, đã phải nhiều lần vượt sông để giúp sơ tán những người bị thương và thi thể của những người lính kẹt lại trong bùn Tuy nhiên, có số thương vong không được công bố. Với việc cuộc phản công của Ukraine không được như kỳ vọng, mỹ thậm chí cả Liên minh châu Âu đang có dấu hiệu cắt giảm viện trợ. Vì vậy, cuộc tấn công ở sông Dniap được theo dõi chặt chẽ để tìm ra những dấu hiệu cho thấy Ukraine có thể lấy lại động lực. Oleksiy cho biết sự chuẩn bị và hậu cần kém của các chỉ huy Ukraine đã khiến tiểu đoàn của anh hứng chịu thương vong và tình hình khắc nghiệt đang làm suy giảm tinh thần và sự hỗ trợ lẫn nhau của binh lính. Đây thậm chí không phải là một cuộc chiến sinh tồn, đó là một nhiệm vụ tự sát, Oleksiy nói. Alexi cũng nói thêm rằng anh chưa từng chứng kiến bất cứ điều gì như thế này ở Bakhmut hay Soledad, hai trong số những trận chiến khốc liệt nhất ở mặt trận phía đông. Marin Maxim, người đang hồi phục trong bệnh viện sau khi bị thương ở Krinsky vào tháng 11 cho biết các cuộc không kích và xe tăng, pháo và súng cối của Nga rất dữ dội đến nỗi trung đội của anh không thể tiến lên khỏi tầng hầm nơi trú ẩn. Kể từ khi giành lại quyền kiểm soát khu vực phía bắc tỉnh Kherson ở bờ sông Dnieper vào cuối năm ngoái, lực lượng Ukraine thường xuyên tổ chức vượt sông tấn công tuy nhiên theo Newsweek, một số hãng truyền thông Ukraine cho rằng mục đích thực sự của việc duy trì lực lượng tại đây là chưa rõ ràng, trong khi tổn thất tiếp tục gia tăng. Thổ Nhĩ Kỳ ra tín hiệu nối lại các cuộc đàm phán giải quyết xung đột Ukraine. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hòa giải, nối lại các cuộc đàm phán giải quyết xung đột tại Ukraine. Chúng tôi sẵn sàng khôi phục tiến trình đàm phán từng bị gián đoạn ở Istanbul và giải pháp cho xung đột tại Ukraine. Đài truyền hình TRT Haber dẫn tuyên bố của Erdogan sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán ở Budapest. Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc khủng hoảng ở Gaza và xung đột tại Ukraine chỉ có thể được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình. Chúng tôi đã thống nhất với Thủ tướng Hungary rằng không có giải pháp quân sự nào cho xung đột ở Palestine và Ukraine, ông nhấn mạnh. Nga và Ukraine đã tiến hành đàm phán tại Istanbul hồi tháng 3 năm 2022, hai bên gần như đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, Kiev bất ngờ rút lại thỏa thuận, ngừng đàm phán với Nga. Moscow nhiều lần cáo buộc phương Tây đã hối thúc Ukraine hủy bỏ thỏa thuận và tiếp tục chiến đấu chống lại Nga. Trường đoàn đàm phán hòa bình của Moscow, ông Vladimir Medensky cho biết Kiev có thể đã chấm dứt xung đột vào tháng 4 năm 2022 bằng cách công nhận nền độc lập của Donbass, công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga. Tuy nhiên, phương Tây đã dập tắt khả năng này. Hôm 16 tháng 12, Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho rằng Ukraine đã lãng phí cơ hội có được một bước ngoặt thuận lợi như vậy. Họ đã tự phá hủy cơ hội tìm ra một lối thoát thuận lợi hơn cho cuộc xung đột với Nga. Bất cứ thỏa thuận nào sau này cũng không thể sánh bằng. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này chưa sẵn sàng đàm phán với Nga trừ khi Moscow chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt trên đất nước của ông. Năm ngoái, ông Zelensky cũng ký xác lệnh không đàm phán với chính quyền Tổng thống Nga Putin. Moscow nhiều lần bác bỏ xác lệnh này, đã cản trở hòa đàm giữa Nga và Ukraine. Đồng thời cho rằng những điều kiện mà Kyiv đưa ra không thực tế. Tổng thống Erdogan đã nhiều lần tuyên bố thổ nhĩ kỳ sẵn sàng làm trung gian hòa giải cho xung đột Ukraine và đề xuất đất nước của ông là địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kyiv nhà lãnh đạo thổ nhĩ kỳ vẫn duy trì liên lạc với cả tổng thống nga putin và tổng thống ukraine zelensky